Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video phụ tùng đồ chế nhé anh em. Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái bộ mâm quay to cả combo nhé, mâm và rùa, mâm cả rùa motor đầy đủ này, bệ trên bệ dưới đủ hết này. Bệ này thì nó tầm khoảng 90 x 90 nhé, kích thước tính đơn vị cm nhé anh em. Rùa 025 này, hôm trước cắt trong cái con cẩu chuyên dùng ở nhà ra đấy, răng cỏ là ngon lành hết nhé. Trung đưa điện thoại vào trong anh em xem này. Đấy. Còn đây là cái mâm của nó nhé, mâm 025 nhé anh em, mâm 025 loại này bi cũng khá là lớn. Anh em nhìn cái đường vào bi này, cái ngõ vào bi này, mâm dày khoảng 6 cm, đường kính khoảng 80 nhé, 80-81 gì đấy, nó tầm trong tầm đấy, khoảng 80, có tất cả cái phần đế ở dưới này, bắt ốc bu lông còn đầy đủ, hai tầng bu lông đủ hết nhé, không thiếu một con bu lông nào. Đây nhé này, của cái bộ cẩu chuyên dùng đấy, cẩu riêng nhé. Đây, motor và rùa nó còn đầy đủ hết này. Đây, nhìn ngang nó như vậy nhé anh em, nhìn ngang nó có ắc trên ắc dưới này để bắt cái bộ chữ Z cẩu ấy. Hôm trước bộ chữ Z thì cũng đã bán rồi, xong hết rồi. Mâm không có một tí độ dơ, rùa thì còn độ dơ còn tuyệt đối luôn nhé. Có nghĩa là nó giữ gốc rất là tốt nhé anh em, không trôi. Nói chung lúc mà mình xài thì cái con này nó cũng khá là ổn luôn. Sao cái động cơ của nó chạy ăn dầu quá thì mình làm thịt luôn cả con xe luôn. Cái mâm của nó thì nó cũng tương tự, nó tương tự mà nó không giống lắm. Ví dụ như trên cái nền xe cuốc này nó sử dụng cái mâm tương tự này, nhưng mà nó sử dụng rùa trục đứng nhé, nó không phải sử dụng cái loại rùa này. Rùa này thì nó nằm ở trên cẩu, rùa nhông chiền này, loại lớn này, nó nằm ở trên cẩu này. Lực quay của nó khá là lớn nhé, quay to nó khá là lớn và mạnh, tốc độ nó chậm hơn là trên cái đời xe cuốc. Cái mâm thì nó cũng y hệt thôi, mâm nó cũng như mâm này thôi. Đấy, Trung có một cái món hàng như vậy đấy. Anh em xem có nhu cầu sử dụng chế làm cái bệ quay to của cẩu hay là hoặc là những cái thiết bị gì đó cần quay đấy, bàn xoay, mâm xoay gì đấy, hoặc anh em đậu cái cẩu nằm tĩnh tại tại chỗ gì đấy, bắt đế gì đấy, chỉ cần thêm thước và ti nâng vào, lắp công tắc các thứ độ chế thì nó có rất là nhiều cái phương án độ chế khác nhau, mỗi người mỗi nhu cầu. Anh em xem có đúng việc thì liên hệ nhé. Chung kết thúc video đi à. Chung cảm ơn em đã xem video nhé.